Còn rất nhiều quý vị khán giả thắc mắc rằng công việc của một bình luận viên là như thế nào, và ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ giúp cho các bạn trải nghiệm một ngày làm việc của bình luận viên trong cabin nhé. Lần đầu tiên mà được ngồi trong phòng cabin, thực sự là một cái cảm giác khác. Và nói thật là bây giờ Thu Hằng đang cảm thấy nóng. Đây cũng là lần đầu tiên mà cabin của chúng tôi đón một vị khách nữ đặc biệt như vậy. Bởi vì thường ngày thì chúng tôi chỉ bình luận với những đồng nghiệp nam, và cũng không có một khán giả nào ở trong cabin đồng hành như thế này cả. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ khác biệt đúng không anh? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bình luận trận đấu giữa hai câu lạc bộ là Arsenal và Chelsea. Đây là một trận đấu ở thủ đô London, và trong cái quá trình bình luận trận đấu này thì chúng tôi luôn phải mở một cái trang web của Opta, một cái trang web của ban tổ chức Ngoại hạng Anh và những cái website khác, hoặc là những cái trang cá nhân khác mà chúng tôi đã lưu sẵn những thông tin của mình rồi, để khi bất kỳ một diễn biến nào của trận đấu thì chúng tôi đều có thể bung ra phục vụ quý khán giả, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt kiến thức, để làm thế nào đấy trận đấu được gửi đến một cách nhiệt huyết nhất và chính xác nhất. Và bây giờ thì bóng đã chuẩn bị lăn rồi, tôi sẽ bình luận và Thu Hằng sẽ ngồi cạnh đây để cùng thưởng thức trận đấu này nhá. Rồi, và tôi sẽ cùng với quý vị khán giả cổ vũ cũng như là xem cách anh Thanh làm việc như thế nào. Cơ hội cho Arsenal, Jack Wilshere dứt điểm, wow! Tỷ số được mở cho Arsenal với cú dứt điểm thành bàn của Jack Wilshere. Cảm xúc bùng nổ tuyệt vời. Ngày hôm nay là một cái trải nghiệm đáng nhớ đối với Thu Hằng, khi mà quý vị có biết không? Hằng đeo tai nghe vào và cảm giác giống như là mình đang được hòa mình trong một cái trận bóng ở ngay trên sân vận động vậy.